bàn làm việc của chương trình diễn đàn chính luận chúng tôi là Phan Quang Trọng xin kính chào quý vị kính thưa quý vị vào ngày thứ tư mùng 1 tháng 2 vừa qua một cư dân tại thành phố Billings thuộc phía nam của tiểu bang Montana đã phát hiện một khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời nhưng thưa quý vị mãi đến chiều ngày hôm đó ngũ giác đài mới xác nhận đó là một khinh khí cầu do thám của Trung Cộng xuất hiện trên không phận của Hoa Kỳ và đồng thời lúc đó thì có một khinh khí cầu thứ hai đang xuất hiện tại vùng châu mỹ latin và khi báo chí hỏi thì ông bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ là ông lloyd austin cho hay là không thể bắn khinh khí cầu sớm hơn được vì sẽ gây nguy hiểm cho dân chúng mà phải chờ đến khi quả cầu này di chuyển đến phía vùng duyên hải của south carolina thuộc đại tây dương sau khi nó đã bay qua 11 tiểu bang của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy vấn đề này không đơn giản, chỉ là một khinh khí cầu dân sự đi lạc về phía của phía Bắc Kinh. Mặc dù là họ giải thích là một hoạt động uh, thế nào đi nữa, thì đây rõ ràng có thể là một hoạt động gián điệp tình báo chiến lược quan trọng. Vì vậy, chương trình diễn đàn chính luận hôm nay, chúng tôi cùng với người lính Phan Nhật Nam xem tìm hiểu về vấn đề này. Xin kính chào ông Phan Nhật Nam ạ. À. Vâng, kính chào ông Phan Quang Trọng và kính chào quý khán giả SBTN đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Thưa quý khán thính giả và thưa ông Phan Nhật Nam, thật ra thì cái khinh khí cầu đã được phát hiện từ ngày 28 tháng Giêng tại quần đảo Illusion trên đường di chuyển qua Alaska, chứ không phải chờ cho đến khi nó qua 11 tiểu bang trong hơn một tuần lễ rồi mới bị bắn hạ khi đến vùng biển South Carolina. Thế nên cái phản ứng chậm chạp và khó hiểu của Tổng thống Biden và toàn bộ giới lãnh đạo quân sự của Mỹ ở ngũ giác đài, thật ra chúng tôi nghĩ là một điều rất nguy hiểm. Vì như vậy có nghĩa là phát đi một tín hiệu để bất kỳ một nhóm khủng bố nào hoặc một quốc gia thù nghịch nào cũng có thể lấn tới và xâm nhập vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Mời ông cho một nhận định tổng quát trước khi đề cập đến những chi tiết về khoa học, về kỹ thuật về vũ khí của quân đội Hoa Kỳ, về những chiến lược quốc phòng, đặc biệt là đối với Trung cộng. Xin mời ông. Ông vâng, thưa với anh Phan Quang Trọng, thưa với à, quý khán giả. Tôi là một người lính, cho nên nhìn cái chuyện này rất là cụ thể. Nhưng mà muốn trước khi đi vào các cái chi tiết về quốc phòng, về vũ khí và vấn đề về ngoại giao, về chính trị thì tôi có một cái nhận định như thế này cho dù phía bên Bắc Kinh nó bảo rằng đây chỉ là một cái một cái, cái, cái cầu tư nhân và nó bay lạc thưa với quý vị làm sao mà có thể nghe được vì trước khi nó vào đất Mỹ nó đã ở có mặt ở trên vùng Alaska Rồi từ Alaska nó chuyển về hướng đông nó chuyển về hướng nam nó đi vào ở trong cái địa cái lãnh vực qua cái vùng Pristis Colombia của Canada và Mỹ, nó, nó vào vùng Montana. Đi vào vùng Montana thì nó lại không phải ngẫu nhiên nữa, nó nằm, nó khám phá rất lâu ở cái vùng mà uh, căn cứ không quân mastrom là cái nơi mà có chứa các cái hỏa tiễn Midtermen đời thứ ba của Mỹ. Rồi xong rồi nó bay về qua bên đến Alaska, à, Nebraska rồi đến Missouri rồi cái đó mới bị bắn rơi. thưa quý vị, khi mà bắn rơi xong rồi thì đứng về mặt quân sự thì cũng không cần phải một chuyên viên về tình báo cũng hiểu rằng nó đã thâu nhập đủ hết rồi. Thì bây giờ nó có bị bắn rơi nó chỉ là một cái, một cái cục xác mà thôi. Đó là đứng về mặt quốc phòng và chiến lược mà mà nói một lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Thế rồi bây giờ đến về mặt ngoại giao cái này mới là quá quan trọng. Ừ. nước Mỹ không có một phản ứng gì hết. Nếu chúng ta biết rằng năm 1954 ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles không bắt tay thủ tướng Châu Ân Lai của Canada không phải vì phản ứng yêu và ghét nhưng mà tại vì thủ tướng Châu Ân Lai của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chưa phải là đối tác để mà ông ông Ngoại trưởng Mỹ bắt tay. Đó là năm năm tư. Nhưng qua đến năm 2021 kia tại cái hội nghị ở Alaska thì ông Kỳ Hậu Điên và phía bên của nước Tàu đã mắng bỏ ông ông Bộ trưởng Blinken của Mỹ thì là đây một sự quay thường cũng như trước đó năm 2019 trước khi mà chuyển qua cái nhiệm vụ của ông Trump thì tổng thống tổng thống Obama đã không được đi xuống ở trong cái thảm đỏ thì tất cả những cái điều mà chúng tôi nói với đó không phải là vấn đề cá nhân này hay là cá nhân khác không phải là vấn đề yêu thương hay không nhưng mà thưa với quý vị rõ ràng đây là một cái chính sách chính sách như thế nào nếu đúng ở trên mặt ngoại giao mà nói thì bộ ngoại giao mỹ bộ trưởng ngoại giao mỹ sẽ gọi cái ông đại sứ hoa kỳ đến tại để mà chất vấn để mà đặt đưa một cái công hàm kháng tư nhưng mà không thấy nói năng gì hết thì nếu chúng ta không phải là so sánh hôm nay hoặc là so sánh ngày trước nhưng chúng ta thấy thời của cựu tổng thống donald trump đã đóng cửa cái tòa lãnh sự ở Houston vì khám phá ra đấy là một cái cơ quan trang điểm cũng như là ông giám đốc CFBI trước thời của thời của ông ông Trump. Trump. lúc đó là ông Christopher Gray ông đã nói là cứ 12 tiếng đồng hồ là chúng tôi scanning cái hoạt động tình báo của Trung Cộng thành thử về thưa quý, quý vị trong cái phần này tôi đã nói tổng quát thứ nhất là phần vũ khí về quốc phòng, thứ hai là vấn đề ngoại giao. Thì đây hai cái vấn đề quân sự, chính trị, quốc phòng Mỹ chúng ta phải nói rõ ràng từng cái điểm một. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên có một khinh ký cầu của Trung Cộng bay qua cái không phận của Hoa Kỳ mà chúng tôi được biết là đã vài lần xảy ra nhất là trong cái thời gian ông Trump còn tại vị mà không hiểu lý do nào Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã không thông báo cho bên hành pháp. Và thưa quý vị, sở dĩ mà ông tổng thống Trump đã lập ra cái gọi là lực lượng uh, Space Force, lực lượng không lực uh, về vũ trụ là tại vì có cái sự chạy đua và ông đã biết rõ là uh, trong khi Hoa Kỳ tìm mọi cách để mà giảm thiểu cái cái tiền tiêu về vấn đề quốc phòng thì Trung Cộng lại đổ rất nhiều tiền vào cái việc chinh phục vũ trụ và cái việc mà họ gửi được một khinh khí cầu qua cái không phận và đi những cái con đường mà họ muốn chứng tỏ là cái họ đã tiến triển rất xa về cái lĩnh vực này. Vâng thưa ông, nếu mà nói về những điều bất khả của nền quốc phòng Mỹ qua cái vụ khinh khí cầu vừa xảy ra thì ông có ý kiến nào về việc này thưa ông? Vâng, gà thừa với anh và Phan Quang Trọng. Cả cần phải là một chuyên viên về vũ khí quốc phòng cũng chả cần phải là một cái chuyên viên cao cấp về vấn đề về về, về các đạn đạo về các hoạt tuyển nhưng mà rõ ràng cái kinh khí cầu này nó nó đã bay qua ở Montana nó bay qua Nebraska nó bay qua Missouri và phải đợi đến 10 bay hết cả 11 tiểu bang nước Mỹ từ đông sang Tây, rồi khi đó xuống đến South Carolina mới, mới bị bắn. Bởi vì bảo rằng là đây là vì an ninh, thừa với như vậy thì nói như vậy ai có thể tin được. Vì chúng ta biết rằng khi mà nó đã bay qua 11 cái tiểu ban đó và nó đã đi vào những cái các địa điểm cung sự rất quan trọng như ở cái vùng mà ở Montana cái cái căn cứ không quân Marstrom đó và đó là nơi mà chứa họa tuyệt Minutemen. và đến lần thứ hai là nó bay qua Nebraska là nơi chỗ kia một cái chỗ mà căn cứ không quân Offutt nơi bộ tư lệnh chiến lược Hoa Kỳ giám sát và bảo trì việc khai triển vũ khí hạt nhân của quân đội và ở Missouri thì nó đã cũng vòng các cái căn cứ không quân Waterman để vận hành oanh tạc cơ B2. Thưa tất cả những cái điều này không phải là ngẫu nhiên, không thể nào là gọi là một hoạt động của một kinh khí cầu dân sự được để về vấn đề về thời tiết, về vấn đề về về thương mại. Thì ông học giả Gordon Chen, một cái thành viên của việc Get the Stone đã cho biết kinh khí cầu quan trọng này của Trung Cộng này đã hoàn tất một sự nghiệp gián điệp và chính quyền Biden đã thất bại và thất bại này sẽ gây lên một cái nghiêm trọng rất lớn về vấn đề quốc phòng cho Hoa Kỳ là vì sao chúng tôi trở lại một vấn đề về vũ khí Hoa Kỳ có một hệ thống MIR MIRV là có mang đầu đạn hạt nhân và có thể sử dụng bắn vào những nhiều cái mục tiêu đó là một cái vũ khí quan trọng chiến lược Nhưng mà chứng tỏ rằng Bây giờ cái vũ khí quan trọng chiến lược này Ở trong cái vũ khí quốc kỳ này Không có thể sử dụng được Vì không có Vậy. thể Mang một cái hệ thống hỏa tuyến Mang hàng đầu gạt nhân Để bằng lên một cái trái kinh khí cầu Cho nên tóm Vậy. lại Là nước Mỹ bị hạn chế Hạn chế không phải vì kém cõi Hạn chế rõ ràng là những cái vũ khí Nó đã bất tác dụng và không được Sử dụng một cách xứng đáng Thế bây giờ chúng ta hãy đặt ra vấn đề mà cái điều này nó đã xảy ra là khinh khí cầu của Trung Cộng nó không phải tạm một chiếc mà như là anh Trọng vừa nói và báo chí mấy ngày này cũng đã bảo là phía thời kỳ ông Trump đã có ba cái khinh khí cầu bay trên lãnh thổ nước Mỹ. Đó là những điều có thể biết được. Còn bây giờ những cái khinh khí cầu không biết được thì thì làm sao? Thì thưa với quý vị ngày hôm qua trong bản tin người ta bảo bây giờ không phải là một hay hai hay vài cái mà là một cái hạm đội kinh thi cầu nó bay như vậy thì thưa nếu năm 1941 nước Nhật đã dùng các cái máy bay Zero và là một cái loại máy bay rẻ tiền tạo nên một cái vụ tấn công ở Tân Châu Cảng trong ngày 7 tháng 12 năm 1941 thì làm sao ở trong cái thời kỳ này mà không có sử dụng một cái hạm đội kinh ký cầu rất là đắt dụng mà rẻ tiền mà có công hiệu mà những cái vũ khí cao cấp của Hoa Kỳ cũng phải là bó tay thành thứ thừa về quý vị còn lại là nước Mỹ đã lộ cái khả năng bị hạn chế không có hiệu quả về chiến lược phòng thủ quốc phòng trên lãnh thổ của mình vâng Cảm ơn ông Phan Nhật Nam và kính thưa quý vị, cái việc mà nước Mỹ không có cái khả năng để mà phòng thủ chống lại những cái hỏa tiến xuyên lục địa uh, bắn từ chẳng hạn như bắn từ Bắc Hàn hoặc là từ Trung Cộng là một cái điều không phải là bí mật quốc phòng nữa. Như chúng ta đã biết là hiện nay nước Mỹ có ba cái hệ thống, ngoài cái hệ thống phòng thủ có đầu đạn hạt nhân mà chúng ta không thể dùng trong những trường hợp này được. Thì có ba hệ thống là hệ thống Ground Based Interceptor thì chỉ có khoảng 5-60 cái hỏa tiễn nằm ở tiểu bang California và Alaska à, và đây là những hoàn tiễn đã cũ không biết là cái, cái tác dụng của nó còn thế nào rồi cái hệ thống thứ hai là hệ thống Terminal High Area Defense thì phải ở à, đứng ở à, gần cái gọi như là cái tọa điểm để mà có tác dụng mà cũng chỉ có mặt ở đảo Guam hoặc là một vài nơi hoặc là Texas rồi cái, cái, cái hệ thống phòng thủ thứ ba để mà chống lại hỏa tiễn siêu địa là hệ thống Aegis thì nó được đặt trên những khu trục hạm của Hải quân Mà hiện nay chúng tôi biết là Hành pháp Biden đang tìm cách Gọi như là cho những khu trục hạm này về hưu Có nghĩa là uh, Không có cái hệ thống phòng thủ của Hải quân nữa Như vậy là cái việc mà yếu kém Về phòng thủ chống lại những hoạt tuyển xây lục địa Là có thật Và là một cái điều rất là nguy hiểm Để mà phòng thủ Cái không phận của Hoa Kỳ uh, Kính thưa quý vị chúng tôi xin uh, Dừng chương trình trong đôi phút Để có một uh, vài thông tin quảng cáo và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị quan trọng xin kính chào quý vị kính thưa quý vị vừa rồi ông Phan Nhật Nam có đưa ra một trong những cái ứng xử uh, về khía cạnh ngoại giao nếu một việc quan hệ như vậy xảy ra đáng lẽ Hoa Kỳ phải triệu tập đại sứ của Bắc Kinh để mà hỏi về vấn đề này uh, để mà lại không làm như vậy chứng tỏ là có một cái sự gì đó yếu kém về cái phong cách ngoại giao uh, đối với cái việc mà vi phạm không vận của Hoa Kỳ trong những ngày qua À, như vậy thì thưa ông Phan Nhật Nam, ông nghĩ gì về việc này? Xin ông uh, trình bày với những dẫn chứng cụ thể, xin mời ông. Thưa về anh Phương quan trọng thưa quý vị. Chúng ta không quan trọng, nhưng mà cứ tưởng tượng rằng một cái khinh khí cầu nó bay ở trên đất nước Mỹ và nó nó theo dõi các cái căn cứ không quân ở Montana, ở Nebraska, ở tại Missouri. Đã đứng về mặt quốc phòng là như vậy là một cái sự tấn công một cái sự dò sám thế nhưng mà nước Mỹ không có một cái động tác ngoại giao nào cần thiết đây là một cái điều hết sức kỳ lạ vì nếu ngày trước chỉ cần tạo ra một cái vụ mắc đốc ở Việt Nam ở trên vùng Bắc Việt là tạo nên một cái chiến tranh 1960 1975 Thế bây giờ một cái kinh kỳ cầu nó bay lừng lừng vậy mà Bộ Ngoại giao không có một cái phản ứng nào hết. Cái điều này, hai ông dân biểu, một ông Cộng Hòa và một ông Dân Chủ, tức là ông Mike Gallagher và một ông Trisma Moti của Dân Chủ, chủ tịch của cái ủy ban đặc biệt, thì bảo rằng là rõ ràng chính phủ Joe Biden đã không nhận ra cái sự nguy hiểm cái cộng chế độ Bắc Kinh kia là một đối thủ về là một kẻ thù không dám nói và không có một phản ứng về ngoại giao về quốc phòng xứng đáng với một cái hành động nó do thảm trên đất nước mình không thể nào bảo rằng là do thảm để đùa chơi đó là một cái hành một cái trái khinh cầu kinh khí cầu tư nhân và về vấn đề thương mại về vấn đề thông tin thì thưa không có thể ai có thể chấp nhận được cho nên cái vấn đề lớn nhất là vấn đề chính phủ biden và nước mỹ không phải là cộng hòa hay là dân chủ mà đã không đánh giá được sự nguy nan và sự đe dọa của trung cộng và không phải là ở trên lãnh thổ này còn là vấn đề của đài loan vấn đề của vùng biển đông như thế nào nữa thì thưa đây là chỉ là mặc ngục sự kinh nghiệm của một người Việt Nam mất nước thì đây chỉ là một màn giáo đầu rất cụ thể để xem tự phản ứng về quốc phòng về ngoại giao và về chiến lược của Mỹ như thế nào và đây mới là phải thật là vấn đề lớn của câu chuyện mà chúng ta đang cần đề cập kính thưa quý vị và thưa ông Phan Việt Nam uh vừa rồi chúng ta đưa ra cái câu chuyện khinh khí cầu của trung cộng bay qua không vận của hoa kỳ đó là một cái sự vi phạm và lãnh thổ một cách phải nói là rất là trắng trợn nhưng mà thưa quý vị trong đời sống hàng ngày của người hoa kỳ chúng ta có bị rất nhiều cái cuộc tấn công của trung cộng và đất nước hoa kỳ chúng tôi đưa thí dụ chẳng hạn như uh, có hàng triệu tấn fentanon uh, được làm ra từ trung cộng đổ vào biên giới phía nam của hoa kỳ Uh, rồi uh, chẳng hạn như cái cái bệnh uh, vi khuẩn covid uh, vừa rồi xuất xứ của nó ở đâu cũng là một cái chúng tôi nghĩ cũng là một cái hình thức vi phạm vào cái đời cái sức khỏe cộng đồng của người dân hoa kỳ mà làm hàng triệu người hoa kỳ đã phải mất mạng rồi những cái uh, phương tiện kỹ thuật có cái khả năng do thám được bán trong đất nước hoa kỳ uh, rồi uh, sự xuất hiện của những viện khổng tử chẳng hạn như vậy tất cả đây là những cái hành vi sâm lắng, xâm lấn phải nói là rất là uh, trắng trợ của một uh, đất nước và một đất nước Hoa Kỳ. Thì thưa ông, uh, có lẽ là đó là một trong những lối lo ngại của rất nhiều uh, người dân Hoa Kỳ. Thì qua những cái việc này và đặc biệt trong những ngày qua với cái hiện tượng khinh khí cầu bay qua không phận Hoa Kỳ thì ông có những kết luận gì? Xin mời ông. À, thưa quý trọng vấn đề này nó lớn quá mà nó rất là cụ thể vì ngay cái chỗ bên nên tôi ở 11 tầng thì Vậy. bây giờ hình như là người Hoa. Người Hoa này không phải là người Hoa Hồng Kông, người Hoa Đài Loan, không phải là những người Hoa có, có quốc tịch Mỹ mà đây là những người ở Hoa Lục Đến. Họ không biết nói tiếng Anh, họ không có... À, đáp ứng cái nhu cầu của một cư dân ở trong một cái housing, single housing. Và thay vì một tháng như chúng tôi trả hai trăm mấy chục đồng, thì người ta chỉ trả mấy đồng. Thì như vậy, ở đây không phải là vấn đề của mỗi cá nhân đó, nhưng rõ ràng đây là có một chính sách, một tổ chức đã xâm nhập về trong xã hội Mỹ từ ở trong những cái hạ tầng ở những chỗ ở. Và một cái bằng đêm tôi tới ở cái bệnh viện ở Garden Grove, thì chỉ trong một tiếng đồng hồ đã có 10 người hoa tới tới sinh đẻ và coi như là một cái dịch vụ tự nhiên những cái điều tôi nói về vừa trình bày với quý vị hiện tại nó đang xảy ra từng ngày từng giờ từng quốc mục. sự xâm nhập về chính trị sự xâm nhập về ngoại giao sự xâm nhập về xã hội sự xâm nhập về văn hóa sự xâm nhập về kinh tế thì bây giờ trở lại cái vụ mà à, khi cây cầu người ta đưa đến một cái lo ngại thì những cái kênh cái, cái, cái cầu này nó có thể kích hoạt những cái vũ khí đó gọi là EMP tức là Electro Magnetic Pulse tức là ứng cái uh, về điện từ ở trên cao và khi mà có nó kích hoạt cái điện từ trên cao này thì nó bao trùm hết cả một cái vùng ở dưới mất hết cả điện mất hết cả các cái hoạt động của điện tử và không Được. cần có một cái cái viên đạn, một súng nổ nào hết. Cái điều này là vấn đề của khoa học. Vấn đề vấn đề này không phải là vấn đề của gia đình mà đây là một vấn đề có thật. Thì thưa với quý vị, cứ tưởng tượng khoảng vài trăm cái cái, cái khinh khí cầu mà với những cái vũ khí kích hoạt EMP đó, nó bay ở trên nước Mỹ nữa thì nước Mỹ sẽ làm như thế nào? Đây là những vấn đề có thật và rất có khả năng xảy ra đứng về mặt khoa học kỹ thuật đứng về mặt quốc phòng Thân tự thưa để chấm dứt cái vấn đề này trong cái bài diễn văn ngày 7 tháng 2 vừa rồi trong một bài diễn văn rất dài ông tổng thống joe biden chỉ dùng cái đoạn cuối cùng để nói về nước tàu và ở trong đó có một cái câu mà nghe khá nhất nếu trung quốc đe dọa về chúng tôi thì chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước mình và nhưng mà trước khi có câu đó thì cũng nói về ông joe biden là nói về thành tích là nói chuyện với tập cận bình là tôi với ông nên cạnh tranh thôi chứ không phải là xung đột thưa quý vị đến cái lúc mà người tổng thống mỹ đến cái lúc mà quốc hội mỹ quốc hội này không phải là đặt ra vấn đề quốc hội cộng hòa quốc hội dân chủ mà vẫn không nhìn được ra sự đe dọa của nước tàu thì lúc ấy nước nước mỹ sẽ làm gì trong vài một cái hiện tượng vài ba chục kinh khí cầu bay trên các cái các cái không. vị trí ngoại tuyến phòng không chiến lược và xung điện từ EMP đã bung ra và nước Mỹ tê liệt trong một cái khoảng cách không cần nhiều chỉ cần một tiếng đồng hồ và không cần có một tiếng súng nào xảy ra điều này là điều có thật sự đe dọa của nước tàu đối với nước Mỹ là có thật và đây là vấn đề mà không phải công người lãnh đạo mà mỗi người dân thường cũng phải thấy ra mà chúng tôi chúng ta là những người công dân bị gốc việc bắt buộc phải có bộ phận phải gióng lên cái báo động này. Cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam và kính thưa quý vị đúng thế à, vừa rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam về hiện tượng kinh khí cầu của Trung Cộng bay qua không phận của Hoa Kỳ ngoài cái việc thu thập các dữ liệu quân sự và quốc phòng giống như ông Phan Nhật Nam vừa nói là nó có thể trở thành một cái bệ phóng cho một cuộc tấn công bằng một cái điện từ hạt nhân gọi là electromagnetic pulse và ở cái độ cao này thì EMP có khả năng phá hủy tất cả các thiết bị về điện tử về lưới điện của Hoa Kỳ trên mặt đất và thử hỏi chúng ta thử tưởng tượng xem khả năng tự vệ của nước Mỹ sẽ ra sao nếu chúng ta không có tất cả những thiết bị điện tử chúng ta không có điện Chúng ta không có Internet. Đó là cái câu hỏi mà chúng ta, người dân Hoa Kỳ cần phải được đặt ra. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông Phạm Nhật Nam và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình kế tiếp. Cảm ơn anh Phan Quang Trọng, cảm ơn quý khán giả tại SBTN đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Một câu chuyện nó chẳng nhẹ nhàng chút nào hết nhưng bắt buộc mỗi người dân của chúng ta đều phải quan tâm vì đấy chính là sinh mạng của mỗi người dân nước mỹ ở trong một cái lãnh thổ đang bị đe dọa bởi trung cộng